Ok, hello mọi người. Hôm nay thì sau một cái chủ đề hơi mệt mỏi thì mình sẽ dễ dàng nắm bắt hơn tí. Hôm nay mình sẽ thảo luận một tí về cái B2B. Bởi vì cái B2B này là kiến trúc để xây dựng cái nền tảng blockchain hoặc là các ứng dụng phân tán. Thì hôm nay cũng sẽ giới thiệu một cái thư viện của ngôn ngữ Rust, mà Rust hiện nay thì dùng để lập trình cũng khá là nhiều các blockchain như Polkadot hay là Solana vân vân. Rồi mình cũng sẽ nắm bắt cái đặc điểm về B2B, đặc điểm về định danh tìm kiếm hệ thống thông báo hoặc là distributed table, mà cái này thì mở rộng. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nhìn qua những cái mô hình là mạng client server và B2B. Thì client server thì mọi người khá quen biết rồi, đó là giống như những cái trang web mình đang xây dựng ngày nay thôi. Thì các thông tin nó được trao đổi qua cái server trung tâm này là Center Data Data Server. Còn với mạng B2B hoặc là các mạng blockchain ấy, thì mỗi nốt nó đóng vai trò như là một server luôn, nó chia sẻ các dữ liệu. Như là mọi người nãy giờ thấy các mạng là sao trong cuốn sách của blockchain. Thì trong môi trường lý tưởng á, thì cái mạng B2B mình sẽ cài đặt rất là đơn giản thôi. Mình chỉ lấy hai cái dây khác từ máy này cắm qua máy kia thôi, và mình không mặc cái mạng ngang hàng rồi. Okay. Tuy nhiên á, khi mà nó ở trong cái một môi trường mạng internet lớn hơn như mạng quang, thì mình cần phải thêm cái đường dây riêng từ ISP của khu vực như là Viettel này, VNPT rồi nó cắm thẳng, đấu thẳng dây từ một cái tòa nhà của mình sang tòa nhà khác chẳng hạn đấy. Thì nếu như vậy á, thì những cái blockchain mà nó mang tầm quốc mà global á, rồi server đặt ở cái nhiều nơi á, thì nó sẽ là tốn những cái chi phí. Thì ở đây hôm nay thì sẽ giới thiệu cái thư viện nó là Lib B2B. Rust chỉ là ngôn ngữ thôi. Thì cái Lib B2B này nó đang hỗ trợ khá là nhiều ngôn ngữ. Ví dụ như là JS này, Node này, hoặc là cái Golang nữa, nó cũng hỗ trợ luôn. Thì nó là một sản phẩm của Protocol Lab. Đấy, là thư viện để xây dựng các mạng ngang hàng nội dung. Thì các ứng dụng có thể kể đến mà nó đang sử dụng cái mạng phi tập trung thì mọi người có thể quen với lại các ứng dụng download torrent này, hoặc là Bitcoin, hay những ứng dụng như là I2B này, hay là Void IP, hoặc là streamer kiểu, hoặc là IBFS khi mà nói tới NFT token này, rồi hoặc là game. Vâng. Ok. Sau thì cái mạng mà B2B này á, thì nó sẽ phải đáp ứng bốn yếu tố đó. Thì yếu tố đầu tiên đó là yếu tố về định danh ha. Ví dụ như là một cái nốt mà nó tham gia một cái mạng là B2B á, thì nó sẽ được xác định bằng một cái khóa public key, giống như là cái tên của nó. Ví dụ như là hay I am gì đó, gửi một cái thông điệp là who are you, thì một cái nốt nào đó nó cũng sẽ có một cái public key nó nhận được, nó gửi trả một cái. Thì cái public key này á, thì nó là một cái hash của một cái hệ mà mã hóa đối xứng, như là RSA này, ID 255 các kiểu. Ok,
Rồi trong một cái mạng mà network rộng lớn như thế á, thì phải hoạt động như thế nào mới được nè? Thì mình thấy ví dụ như ở đây là một cái nhánh cây trong một cái mạng B2B ha, thì mình cần phải có một cái nốt mà nó gọi là cái bootstrap này. Cái nốt bootstrap này nó có cái nhiệm vụ nó sẽ phải tìm kiếm được những cái nốt khác tham gia vào nó này. Thì xong rồi nó sẽ gọi là forecasting để mà những cái nốt khác nó biết được lẫn nhau. Cái nốt này á, thì khi mà biết một cái ứng dụng B2B á, thì cái địa chỉ của một cái nốt WhatsApp này mình sẽ tích cứng ở trong code. Rồi khi mà rồi cuối cùng cái đặc điểm thứ ba của một cái hệ thống B2B ấy, là hệ thống mà Public Enterprise, nghĩa là những cái event mà thông qua cái network này á, thì được cái nốt của podcast này nó thông báo đến toàn bộ những cái nốt tham gia đấy. Ví dụ như cái đến trong những cái ứng dụng chat này, message này, hoặc là trong một cái công nghệ blockchain đó, thì khi một cái transaction tạo hoặc là một cái block tạo ra thì nó sẽ có nhiệm vụ là thông báo cho những cái nốt mà tham gia vào trong cái hệ thống của nó. Cuối cùng đó, là cái đặc điểm thứ tư đó, đó là cái distributed hash table này đó, thì nó dùng để mà gọi là tìm kiếm những cái nốt mà gần nhất với nó. Ok, thì để mà dễ hiểu hơn thì mình có cái demo ha. Ví dụ như ở cái màn hình terminal thứ nhất thì mình sẽ một cái ứng dụng mà nó sẽ listing những cái cổng ở trên đấy. Thì cái ứng dụng này có thể coi nó là một cái bootstrap. Sau đó mình sẽ cái terminal thứ hai này mình sẽ join vào cái mạng network này với một cái địa chỉ IP nào đó mà cái bootstrap này nó cung cấp. Thì khi mà mình join vào đó, thì mình sẽ có một cái public key, đó là cái đặc điểm thứ nhất này, định danh thứ nhất của nó, local PID này. Rồi mình cũng sẽ join một cái nốt thứ hai vào trong cái mạng này chẳng hạn. Mình sẽ có cái nốt thứ hai của địa chỉ khác. Bây giờ khi mà mình gửi một cái thông điệp tới thì cái bút chat mà mình nhận được server nó bị lỗi rồi, đọc lại cái nha. Ok, thì cái bootstrap nó nhận được cái thông điệp từ cái nốt mình tham gia vào trong hệ thống này, rồi nó sẽ forecasting tới cái nốt khác tham gia đó. Cái nốt này nó cũng sẽ nhận được cái thông điệp y chang vậy. Đấy, là bên này nó cũng sẽ nhận các ồ có vẻ là dấu cắt một cái là nó bị lỗi rồi. Rồi, phần demo của Nam đã hết rồi.
Thì mọi người có câu hỏi gì về B2B hoặc là cái thành phần liên quan không thì em xin ý kiến ạ. Mọi người có câu hỏi này dành cho Nam không ạ? Cho anh hỏi một chút này, cái lead B2B này có gì hay hơn so với những cái thư viện khác không? Để mà xây So sánh nhé. dựng cái mạng B2B thì hiện tại thì cũng có khá là nhiều thư viện. Các hoạt động thì nó gần giống nhau, nó đều cần phải có một cái bootstrap hết. Còn nó hay ho hơn chỗ nào thì anh không biết. Arigato. Về mà sử dụng thư viện thế nào thì phải xem được là nó có màn tan, thời điểm màn tan nó có gần đây không, có nhiều lỗi không thôi. Chứ còn hầu như là những cái logic hoặc là những cái biểu thức thì nó vốn là trong sách vở hết rồi. Thì hiện tại thì cái clip B2B này nó được màng tan liên tục nên được nhiều người sử dụng thôi. Anh hỏi một chút, cái trường hợp với con nốt đầu của em gọi là con bootstrap à? Đúng Nếu rồi, con đấy mà chết thì làm sao? con bootstrap thì những con khác đóng vai trò là cũng là một con server luôn. Ví dụ như anh thấy đây, mặc dù nó gọi tới con bootstrap này nhưng mà nó vẫn bật những cái cổng listen khác khi mà em gọi thêm một cái con nốt khác. Ví dụ ở đây, Ý là nếu trường hợp con bootstrap nó chết ấy, nó không hoạt đúng động rồi, nữa. khi anh thấy cái mạng B2B là nó kết nối hình sao đúng không, thì Nó có tùy chết ha. Ví dụ như anh xây dựng cái mạng, ví dụ con này nó cũng là bootstrap, thì cái ứng dụng mà khi nó chạy thì nó phải vừa là một cái con gọi cái bootstrap của nó là con này, nhưng mà nó cũng phải là bootstrap của con khác. à, nghĩa là nếu có một con bootstrap chết thì con khác sẽ làm bootstrap, chứ con đấy sẽ coi như ngắt ngoài khỏi Tất mạng, không được cả các server trong mạng đều đóng vai trò là một bootstrap. Khi một con nào đó chết thì nó tự là một bootstrap của những con khác. thế. Thì anh hiểu một một con trên trên này nó vừa chưa bootstrap mà vừa nó có thể là vừa là bootstrap vừa là client vừa là server đúng không? Đúng rồi. Còn con đấy chết thì sẽ không ảnh hưởng đến bọn kia, Đúng nhưng mà rồi. anh, khi trong hợp một con đấy chết thì những cái dữ liệu mà bọn kia đang gửi với nhau thì nó sẽ mất đúng không? Thì sau đấy khi Một nó con gửi dữ liệu tới một con bị mất là sao nghĩa là giả sử con đấy chết thì có bọn kia nó đang gửi dữ liệu đến con đấy nhưng mà nhỉ? nó bị chết và nó không nhận được, thì đến khi nó join lại được, rejoin lại mạng, thì có cách nào để nó nhận lại được những dữ liệu mà bọn kia đã gửi không, hay là nó bị mất luôn? Cái đó là cái những cái cơ chế về đồng bộ dữ liệu, thì khi mà cái nốt nó roi vào thì nó sẽ có thêm một cái cơ chế mà nó synchronize database thôi. Hình như là nó khi mà gửi tín hiệu là nó có phản hồi lại, và nếu như mà nó không phản hồi thì nghĩa là con đó chết rồi, nó sẽ tìm con khác để nó gửi. Vì cơ chế báo sắp như broadcast thì nó không quan tâm respond luôn ấy, nó chỉ là cứ bắn thôi, thằng nào sắp sắp thì thằng ấy nhận được dữ liệu thì cứ thế là Ví nhận dụ như thôi. khi mà anh xây dựng một cái B2B thì anh cũng phải đảm bảo là nó có cái dự phòng chứ. Đó là cái này là cái việc mà mình xây dựng một cái mạng B2B là việc của về kiến trúc hạ tầng đồ, mình phải đảm bảo là thằng này chết thì nó có một con để thay thế, nó vẫn là, nghĩa là khi mà nó bắn event á, nó không phải bắn một tới một con mà nó bắn tới hai ba con lại. Broadcast mà broadcast đến tất cả các con mà thằng mà ông nào Đúng rồi. cứ ông nào subscribe thì broadcast nó sẽ bắn đến, Vâng. và nó bắn đến thì như không biết là nó có nhận là respond hay là cần kiểm tra không. Cái việc là connect có đến cái con bootstrap thì do thằng các con kia connect đấy thôi, nó cũng không quan tâm lắm đến cái việc là Không, à nó không chết hay quan tâm không. tới việc connect đâu. Ví dụ em gọi cái IP 7777 nhưng mà nó vẫn gọi là nó đang listen tới thôi.
Nó vẫn cứ lắng nghe như vậy thôi rồi Các bạn không lắng nghe không thôi, nó chả quan tâm đâu. ok. Thế thì đấy, đúng rồi, mạng là cái mạng độc lập với nhau thôi. Cái mạng P2P là ngày xưa cách đây khoảng chục năm là thỉnh thoảng anh em Việt Nam vẫn hay dùng để đào phim với lại đào sách chùa Đào to lần torrent, bữa nay mình vẫn dùng torrent mà. đấy, Càng gì? thì khi 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 mà mình đào ấy thì nó sẽ connect rất là nhiều lốt ở trên mạng ấy. Thì có cái lốt mà nó có cái partition mà mình cần đào có lốt nó lại không có, thỉnh thoảng cả cái mạng đấy thì lại không có thằng lốt nào, cái thằng lốt mà nó mang cái partition mình cần đào ấy nó bị sập rồi mà nó chưa có con nào nó đi replica sang lại thì cái file đấy gần như không đào được. À, đúng rồi đấy, đúng rồi. Em hình như bây giờ cũng đang ứng dụng cái CDN ấy anh. CDN cũng là một cái kiểu của B2B đúng không? Bản chất của nó là cũng cách từ các nút mạng ở gần mình nhất. CDN thì em cũng không biết, em chưa đọc vậy. Nhưng CDN là mà nó là các server mà nó lưu các cái media, static à, kiểu như cách cách các media gần mình nhất, media nó sẽ lấy từng phần nếu có rồi thì lấy, cũng tương tự như cái kiểu làm tiêu kia bia lúc nãy em đang trình bày đấy. Nhìn như đây thì có vẻ là nó cũng là cái B2B Đấy đấy, đấy. Đúng không? Kiểu 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 đấy. Đấy. Cái tốc độ đường truyền của thằng P2P này nó khá là nhanh đúng không? Cho anh em đọc phim khá là nhanh. Càng nhiều người đào thì càng nhanh. Đấy, ở đấy. Kiểu Nó không phải là vị trí địa lý, nó không cái tính chất của nó. Nó nếu như mà đau nhanh đó, thì nó dựa vào cái tính chất thứ tư này nè, mà hiện tại thì ở trong cái demo này em chưa có điều kiện để mà làm, đó là cái visible hash này ha. Ví dụ khi mà mình join vào, ví dụ như hiện tại em đang ở cái local đó, nên nó hơi bị dễ thấy, thì khi mà cái địa chỉ mà nó gần đó, thì cái tiền tố này nó gần giống nhau thì nó sẽ sắp xếp thành cái bảng, rồi cái bootstrap nó sẽ sắp xếp sao đó mà mình sẽ được cái những cái nốt gần nhất mình liên lạc được, Để nó sẽ ta biết đưa được cái những nốt mà nó gần với hắn. đường đi ngắn nhất đúng Vâng, như không? nó dùng để tìm được cái đường đi ngắn nhất. Cái này mà muốn demo cái khả năng là phải dựng ở trên Tết. AWS. Đấy. Hồi sáng em cũng thử dựng một cái nhưng mà đang bị lỗi, chưa demo được cái này. Ừ.